Minh ơi, bây giờ anh thèm ăn vải thì làm nào em? Ăn vải à? Ừ. Bây giờ anh trèo lên hái thôi. Ui dồi, cây nó cao như thế này mà cành nó lại ở bên ngoài này thì trèo ngã gãy cổ à? À thế à? À đây em có một cái loại kéo cắt cành trên cao này. Đâu, loại này... Để cho anh mượn để anh làm mấy quả vải thèm ăn đây. Vải đây anh lấy đi. Đây có một cái kéo cắt cành trên cao đây. Đây là kéo 4 mét này. Cắt là chắc là tới rồi đấy nhỉ? Cái kéo này à? À đây kéo đấy. Kéo này thì sử dụng như nào em nhỉ? À kéo này á. Kéo này thì khi sử dụng thì anh chỉ cần kéo đây. Đây là cái phần chốt này. Ừ. Bấm cái phần chốt là kéo cái dài kéo ra là sử dụng. Bấm cái phần chốt này ra. À bấm cái phần chốt ra nha. Rồi, rồi. Cái kéo này sử dụng nó vẫn cầm nó nhẹ nhỉ. À, nhẹ lắm, cái này nó chỉ cần hơn 1 cân thôi mà. Rất là nhẹ. Cái này dài thế nhỉ? Ừ, dài mà, cái này 4 mét cơ mà. Cắt thì thôi rồi luôn. Dài thật đấy. Đây. Ui. Ui, dài lắm. Dài thế này á, ui thì thoải mái rồi em ơi. Đấy. Thế xong rồi mình cắt là cái chỗ phần lưỡi này thì cắt nó rơi xuống à? Hay không, đây. Đây là có phần lưỡi này. Đây nó sẽ có một cái phần, đây là cái phần kẹp giữ quả này này. Đấy, anh cắt thì ngược cái phần lưỡi lên, còn phần dưới phần kẹp. Cắt thì nó sẽ giữ cái quả dưới thì không bị rơi. Rồi, đấy, rất là dễ. Cách sử dụng đơn giản nhỉ. Đấy, ở dưới này thì nó đây. Nó có một cái lò xo trợ lực cho anh này. Đấy. Bóp nhẹ lắm. Ô nhẹ nhỉ. Nhẹ lắm. Đây, bây giờ anh thử đấy, hái nhé. Anh thử hái thế nào. Xem được không? Em ơi, đây bắt được vải rồi. Ok anh ơi. Ui. Cắt nhẹ quá nhỉ. Đây. Đấy. Để anh thử xem nào. Ô, cái này nhẹ nhỉ. Nhẹ chứ, cái này kéo này nhẹ lắm. Đấy. Ồ, thế là được ăn vải rồi. Ok rồi. Anh. Đấy. Trời thì nắng. Đấy. Bây giờ trèo lên thì gãy cổ. Đấy. Cắt những cái quả vải này. Những cái quả nó cái kéo này cái, cắt tầm những cái quả tầm chùm tầm vài lạng đến 1 cân đấy, cắt dễ lắm. Nó nhẹ. Ok.